Thầy xin chào tất cả các em học sinh khối lớp 6. Các em thân mến, đế quốc La Mã là một đế quốc hùng mạnh, tồn tại từ thế kỷ 3 trước công nguyên đến thế kỷ 5 sau công nguyên, bao gồm những vùng lãnh thổ rộng lớn ở Địa Trung Hải, Bắc Phi và Tây Á. Và trong video này, thầy sẽ chia sẻ tới các em một số những thông tin kiến thức về số La Mã. Nội dung thầy chia sẻ trong video này bao gồm hệ thống các chữ số và số đặc biệt, cách ghi số La Mã, cách tính giá trị tương ứng trong hệ thập phân của số La Mã. Trước tiên, chúng ta tìm hiểu về hệ thống các chữ số và số đặc biệt. Có 7 chữ số La Mã cơ bản, đó là chữ số Y biểu diễn số 1, chữ số V biểu diễn số 5, chữ số X biểu diễn số 10, chữ số L biểu diễn số 50, chữ số C biểu diễn số 100, chữ số R biểu diễn số 500, chữ số M biểu diễn số 1000. Có 6 số đặc biệt, đó là số 5 viết thêm số 1 ở bên trái, biểu thị số 4. Số 10, viết thêm số 1 ở bên trái, biểu thị số 9. Số 50, viết thêm số 10 ở bên trái, biểu thị số 40. Số 100, viết thêm số 10 ở bên trái, biểu thị số 90. Số 500, viết thêm số 100 ở bên trái, biểu thị số 400. Số 1000, viết thêm số 100 ở bên trái, biểu thị số 900. Nói tóm lại, trong khi biểu diễn số La Mã, chúng ta cần lưu ý. Lưu ý thứ nhất, Y chỉ có thể đứng trước V hoặc X. X chỉ có thể đứng trước L hoặc C. C chỉ có thể đứng trước G hoặc M. Lưu ý tiếp theo, trong các chữ số La Mã, không có ký hiệu nào chỉ số 0. Tiếp theo, chúng ta tìm hiểu về mục 2, cách ghi số La Mã. Trong cách ghi số La Mã, các bạn ghi nhớ những nguyên tắc cơ bản sau. Nguyên tắc thứ nhất, trong một số La Mã, tính từ trái sang phải, giá trị của các chữ số cơ bản và các số đặc biệt giảm dần. Nguyên tắc thứ hai, mỗi chữ số Y, X, C, M không viết liền nhau quá 3 lần. Nguyên tắc thứ 3, mỗi chữ số V, L, R không viết liền nhau. Tiếp theo, chúng ta tìm hiểu về cách tính giá trị tương ứng trong hệ thập phân của số La Mã. Các bạn ghi nhớ, giá trị tương ứng trong hệ thập phân của số La Mã bằng tổng giá trị của các chữ số cơ bản và các số đặc biệt tính theo thứ tự từ trái sang phải. Thầy lấy ví dụ, số M, M, X, Y, X bằng 1.000 cộng 1.000 cộng 10 cộng 9 và bằng 2019. Số M, M, X, X, Y bằng 1.000 cộng 1.000 cộng 10 cộng 10 cộng 1 bằng 2021. Như vậy, thầy vừa chia sẻ một số kiến thức về số La Mã. Trong video tiếp theo, thầy trình bày về bài học phép cộng, phép trừ các số tự nhiên. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bấm chuông thông báo để theo dõi video mới nhất từ thầy. Và các bạn nhớ like và share để mọi người cùng được biết đến video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.